cơ quan cảnh sát tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tích cực dùng mọi biện pháp có thể cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m với phương châm còn nước còn tát. Sau đây là cập nhật của chương trình về công tác giải cứu cho bé. Theo hình ảnh camera ghi lại tại công trình thi công dự án cầu Đồng Sen ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, bé trai gặp nạn khi đang đi trên nền đất công trường lồi lõm nhiều hố sâu vào trưa ngày 31 tháng 12. Em Thái Lý Hạo Nam có thân hình bé nhỏ nhất trong nhóm, sải chân rơi vào móng cột bê tông mố cầu Đồng Sen có đường kính 25cm, đã đốn xuống đất sâu khoảng 35m. Ông Lê Quang Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc cứu nạn bằng hệ thống khoan cột nhồi chưa thực hiện được. Tuy nhiên, ngành chức năng vẫn đang gấp rút tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp tối ưu. Trước mắt, các lực lượng vẫn trưng dụng hệ thống khoan cột nhồi hiện hữu để thực hiện công tác cứu nạn. Tình hình bé trai đang khiến nhiều người lo lắng do chưa xác định được cụ thể tình trạng hiện tại của bé ra sao. Trong suốt quá trình thực hiện các phương án giải cứu, nhóm cứu hộ liên tục truyền oxy và nước xuống cho nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nhận thấy cháu Nam sử dụng lượng nước truyền xuống. Phía trên, lực lượng y tế vẫn luôn túc trực để sẵn sàng tiếp cứu khi bé trai được đưa lên. Thông tin về diễn biến giải cứu sẽ tiếp tục được chương trình cập nhật.